Xin chào mọi người, thì hôm nay thì tôi sẽ trình bày là tuổi nào nên dùng sâm và người nào thì nên dùng sâm được. Đây là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều quý khách mà khi mà thắc mắc và dè chừng khi tiếp cận và sử dụng cây sâm. Sâm là một loại thảo dược của người Á Đông, có tác dụng là bổ dưỡng. Nhân ở đây là bởi vì là khi mà đào lên thì cái củ có hình dáng như người nên người ta gọi là nhân sâm. Ở mỗi quốc gia và mỗi vùng miền thì sẽ có những cái loại sâm khác nhau do người dân họ đặt tên. Ở Việt Nam thì dân y Hạ Thường Lãng Ông dùng cây sâm bổ chính. Ngoài ra hiện nay thì ở Việt Nam mình có cây sâm Ngọc Linh và cây sâm dây của người Sa Đăng sống lại đỉnh núi Ngọc Linh, Kon Tum. Bây giờ thì mình nói đến cái công dụng và cái cách sử dụng của nhân sâm như thế nào cho đúng. Hiện nay thì có rất là nhiều người họ đưa tiêu chí về cây saponin, chất saponin hàng đầu để lựa chọn là sâm này tốt hay sâm kia không tốt. Thực tế là trong đông y thì người ta sẽ phân ra cây sâm, các y gia cổ sẽ phân ra cây sâm theo những cái nhóm nào và cách sử dụng như thế nào, và chứ không là phân ra giống như là hiện nay là tức là nhiều saponin hay ít saponin. Bởi vì bây giờ thí dụ như tôi nói đơn cử như là cái cây dậu cổ lam đi. Dậu cổ lam người ta tìm ra là hơn 80 loại saponin, mà có nhiều báo là nó đến 120 loại saponin, gấp 4-5 lần cây cây nhân sâm. Nhưng mà về công dụng và coi như là tác dụng hoàn toàn khác nhau giữa dậu cổ lam và cây nhân sâm. Nên là những cái gì mà trong thực vật và những cái công dụng của thực vật thì hiện nay con người mình vẫn là biết đến là rất là hạn chế. Ví dụ giải Nobel y học năm 2015, một bà, tức là bà Yu Yu Tu, bà này là người Trung Quốc, và nghiên cứu là cái cây thanh hao hoa vàng là một cái cây trị sốt rét. Thì nhờ cái cây này mà bà tìm ra được một cái hợp chất ở trong đó là có tác dụng là trị bệnh sốt rét, và nhờ đó thì bà được cái giải Nobel rất là nổi tiếng. Quay trở về cây nhân sâm thì tôi mới nói là thường những y gia thì họ sẽ dùng để dành cho những cái người gầy còm, ốm yếu và người muốn mau hồi phục và những người có thần kinh khủng hoảng. Và đối với những cái dược phẩm mà có tác dụng là dưỡng sinh, cây nhân sâm được xem là cây hàng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Thì trong đông y thì có những cái trường hợp mà mình sẽ dùng một vị nhân sâm, tức là mình dùng vị nhân sâm để mà cứu dương, là cái người mà họ đã rất là kiệt sức và này nọ, thì những y gia sẽ dùng một vị nhân sâm. Thì về dưỡng sinh thì sẽ có rất là nhiều bài thuốc cổ phương, ví dụ như là thập toàn đại bổ nè, thập toàn đại bổ, tứ quân tự thang, thì trong đó là sâm là một vị chính. Đặc tính của về đông y thì người ta sẽ chia ra theo bản chất và cái đặc tính của cái nhóm dược liệu đó. Ví dụ như cây nhân sâm, cây sâm đó là cái nhóm bổ khí, thì họ sẽ kết hợp với rất là nhiều bài những cái vị dược liệu khác để mà đưa ra những cái công dụng và những cái cách dùng sao cho đúng. Và đồng thời thì sẽ phối rất là nhiều cái vị dược liệu khác theo là nguyên tắc là quân thần tái sứ để hỗ trợ và khắc phục dược điểm của nhau. Sâm thì công dụng của sâm thường là bổ khí, nên là thường là những cái trường hợp mà bị ho lâu ngày nè, các chứng ho hoặc liên quan tới phổi, những cái vị y gia sẽ cho ra những cho thêm nhân sâm vào, bởi vì nó là bổ khí. Thời mà nhà Tống thì người ta có một cái thí nghiệm như sau, tức là cho hai người như nhau, một người ngậm sâm và một người không ngậm sâm chạy thi á. Tức là khi mà cái người ngậm sâm á, thì họ ngậm sâm thì cái hơi thở họ rất là bình thường, còn người kia thì thở hổn hển. Thì tức là cái công dụng của sâm nó rất là rõ ràng thông qua một cái thử nghiệm như vậy. Nói chung á, thì cây nhân sâm thì nó riêng về cây nhân sâm thì nó có tính nóng, có tính dương. Đa phần á, những cái sản phẩm mà của nhân sâm á, thì những người mà bị bệnh huyết áp á, thì theo tôi là không nên sử dụng. Ngoài ra thì hiện nay á, ở mà những cái nước như là Hàn Quốc á, thì về cái độ tuổi mà sử dụng cây sâm á, thì họ sẽ không có phân ra là người nào. Từ những sản phẩm khác nhau thì vẫn có những cái đối tượng khác nhau, ví dụ từ con nít cho đến người lớn thì có những cái sản phẩm về sâm khác nhau. Nhưng chúng ta không nên lạm dụng về sâm cho trẻ em, bởi vì là sẽ là gây cái tình trạng là kích dục sớm,
Đó là như vậy. Còn người ta vẫn đang sử dụng cho trẻ em thôi, để trẻ em có thể khả năng là phát triển tốt hơn. Bên Hàn Quốc thì họ vẫn cho trẻ em sử dụng rất bình thường thôi, nhưng mà với liều lượng vừa phải, không lạm dụng. Và đặc biệt là những cái món ăn mà hiện nay thì có rất là nhiều người là họ hướng dẫn rồi chế biến rồi này nọ về từ cây sâm thì rất là phổ biến và rộng rãi. Và những cái nước như Hàn Quốc bây giờ thì cái việc ăn sâm là rất là như là ăn rau ở ngoài chợ vậy thôi, cũng bình thường. Thì bây giờ thì nó thì tôi đã nói là về tuổi thì từ con nít đến người lớn vẫn có thể sử dụng được. Vấn đề là con nít thì không nên lạm dụng, nó sẽ gây cái tình trạng là kích dục sớm. Nên là những cái người mà ở bên Hàn Quốc thì họ có những cái sản phẩm ginseng kit thì rất là nhiều. Thì tôi đã nói đến những cái công dụng cũng như là lợi ích của dùng sâm, nhưng mà còn tác hại của sâm như thế nào giờ thì tôi sẽ trình bày. Tôi sẽ không thể trình bày mà liệt kê ra hết được, bởi vì là sẽ có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. À, mà cũng có những cái kiến thức kinh nghiệm của những cái người thầy thuốc nữa. Những cái trường hợp mà không nên dùng sâm, ví dụ như những người mà bị bệnh đã lâu, những cái bệnh mãn tính thì không được dùng sâm vội vàng. Cái thứ hai là những người béo trắng thì nên dùng nhiều, và những người da xanh và đen thì dùng ít thôi. Cái này thì trong sách có ghi và cũng có giải thích luôn, tức là những người béo trắng rất là khí hư, còn những người da xanh đen khí thật. Nhưng mà cũng sách cũng có nói là tùy những trường hợp và cần phải khảo cứu thêm. Những trường hợp mà dùng sâm bị ứ trệ, nặng đầu, khó ngủ thì không nên dùng sâm. Nên bởi vì vậy nên là trong đông y là phân ra sâm là nhóm bổ khí thì phải kết hợp với cái nhóm hoạt huyết. Nên là ngày xưa tôi học thì thầy có chỉ đó là tức là mình phải dùng kèm, ví dụ như là đương quy, đó là một vị hoạt huyết, thì sâm với đương quy kết hợp với nhau thì rất là tốt. Và những người mà bị hỏa tức là hư hỏa, tức là những người nóng trong người, nóng vào trong người rồi ăn nhậu nè, rồi ăn những đồ nóng nè, tức là nóng người thì không nên dùng nhân sâm. Và ngoài ra thì có những cái người mà bị đau bụng thì không nên dùng sâm. Thường thì sẽ có rất là nhiều trường hợp là bị đau bụng là sử dụng nhân sâm, nhưng mà thực sự đó là nó rất là có nguy hiểm và có những trường hợp là gây ra tử vong. Và cái nữa là cái liều lượng mà dùng nhân sâm, tức là dùng liều lượng nó thấp thôi, ít thôi, chứ còn không phải là dùng nhiều. Khi liều lượng nhân sâm mà đưa cho người lớn là từ 3 đồng cân cho đến 1 lạng, thì là 1 đồng cân là 3,3 gram, tức là 3 đồng cân là cỡ 10 gram một lần sử dụng. Nên nó như vậy thì có rất là nhiều khách hàng mà khi mà sử dụng cái cây sâm dây hay là đạn sâm, thường nếu mà dùng nhiều từ 100 gram trở lên thường là sẽ có bị đi ngoài, tức là do mình dùng quá liều về cái cây đạn sâm hay là cây sâm dây. Ngoài ra là nhân sâm nó sẽ kỵ nó kỵ với một số vị, ví dụ như là lê lô, đó là một cái vị ở trong đông y, thì nếu mà dùng nhân sâm với lê lô là thành là một cái rất là độc và gây tử vong luôn. Chích sách thì sách cũng có ghi như thế này, thì tôi sẽ đọc cho quý vị và giải thích ra cho quý vị. Sách mà dược tính chị Nam hiện nay thì của Jenny Hải Thượng Lăng Ông, nhưng mà cái câu này thì không biết là do ai viết, nhưng mà mình thấy thì rất là hợp lý so với giờ luôn. Sách có viết là hiện nay nhiều người ở xã hội cho rằng cái gì giá đắt là tốt và giá rẻ thì coi thường, và những người không biết trị bệnh như thế nào mà dùng đúng hay sai, giàu thường là dùng mua bao nhiêu thuốc thì cũng chẳng ngại. Nhưng mà cho dù dùng không đúng thì cũng uổng công và tiền mất tật mang. Có ghi như vậy. Ngoài ra gặp thầy lang không hiểu hoặc là ít lương tâm thì cứ phải tìm cây sâm đắt thì mới hay. Nhà bệnh thì phải cố gắng cho tìm cho được, và khi chữa xong thì cũng đã hết cơ nghiệp. Sâm là thứ đáng tuyệt đấy, nhưng có bệnh không cần dùng sâm là dùng sâm. Thì sâm có giải quý cũng chẳng giải quyết được gì. Khi chữa có khi lại là tai hại, nên mới có câu nói là dược vô quý, tiện dụng đáng cực linh. Thì tôi xin giải thích câu này, tức là câu chơi muốn nói là mặc dù dùng những cái thảo dược rẻ tiền nhưng mà giải quyết được đúng bệnh và chữa được thì nó rất là quý và đáng quý.
chứ không phải là cần những cái thuốc đắt tiền, tức là cái câu dược vô quý tiền dụng đáng cực linh, tức là những cây thuốc rẻ tiền nhưng trị bệnh thì là nó rất là quý luôn á, là cực linh á. Thành nên là bởi vậy nên là cái cách mà sử dụng của người xưa là rất là sử dụng về sâm là rất là tinh tế luôn, chứ không phải là bà đâu dùng đấy như là những người thời nay. Thì ngày xưa mà tôi làm về một cái công ty hàng của chính phủ Hàn Quốc á, có rất là nhiều người, rất là nhiều nhân viên á, họ tư vấn. Thì một anh chàng này ảnh vào cửa hàng, ảnh mua sâm. Thì nhân viên tư vấn là cái cao hắc sâm. Thì cao hắc sâm là đắt tiền nhất rồi, đắt tiền nhất là cốt rồi đó. Thì cứ đắt tiền là tốt thôi, là cứ bổ, đắt tiền là bổ. Thì anh này mới dùng là bị xịt máu mũi nè, rồi bị những cái tác dụng phụ nè, thì bắt đầu là đâm đơn kiện. Thì nó là như vậy, tức là không phải là cái gì nó đắt tiền hay là cái gì nó bổ là đã tốt, tức là mình phải biết dùng, và những cái dược thì mình phải biết dùng. Và ngoài ra thì dùng mà thảo dược dưỡng sinh đó, thì mình phải biết những cái cách mà phòng bệnh, để mà xâm đó, thì mình dùng thì phải đúng cách, và mình dùng thì nó, ví dụ như bên tôi thì hiện nay là bán cái cây sâm dây, thì với cái giá thành thì nó rất là rẻ, mà ngoài ra thì giá thành rẻ hơn so với cây nhân sâm, không có là nóng, nó không có tính nóng. Và ngoài ra thì mình dùng đạn sâm thì nó sẽ ít cái tác dụng phụ hơn nhiều so với cây nhân sâm. Ngoài ra thì giá thành rẻ nên là hiện nay là cây mà đạn sâm á là được gọi là Buginsen, là Đức là ứng dụng rất là nhiều trên thế giới, tức là sâm dành cho người nghèo á, là tức là họ Buginsen. Nhưng mà tôi mới nói là đặt tên sâm cho người nghèo bởi vì là nó giá tiền nó thấp, nhưng mà cái công dụng nó cũng là bổ khí, nên là không phải là nghèo là nó dở, nên là có gọi là dược vô quý tiền dụng đáng cực linh, là như vậy. Là những cái cây mà mình rẻ nhưng mà mình có tác dụng đó. Thì nó ngoài ra thì cái rượu sâm dây thì nó là một cái rượu mà rất là ngon, tức là uống vào thì nó có vị ngọt, có vị ngọt thơm, chứ nó không có vị đắng như là những cây sâm khác, ví dụ như là sâm mục linh nè, rồi sâm nhân sâm nè. Thì đó, thì hiện nay là cái cây đạn sâm đó là một cái dược liệu mà chủ lực ở tận tâm, là giúp cho người dân xóa đói giảm nghèo. Và ngoài ra thì nó là một cái dược liệu tốt ở trong đông y và trên thế giới dùng rất là nhiều. Thì khi mà tôi qua Trung Quốc thì Trung Quốc cũng xài cái loại này luôn, là xài nó rất là phổ biến. Ví dụ họ nấu ăn này, họ chế biến cái gì đó, họ cũng dùng cái cây đạn sâm này thì dùng rất là tốt. Chúng tôi kinh doanh cái cây sâm dây thì cũng là năm nay là gần 6 năm để là về cây sâm dây ở tại Kon Tum. Thì chúng tôi thì thu mua đúng nguồn gốc, sâm thu tại cái vùng Tum Rong Ngọc Linh Kon Tum, và mình thu cái sâm mà theo yêu cầu, những yêu cầu mà bên chúng tôi làm về cây nhân sâm này. Thì hôm nay thì tôi mới nói là tuổi nào nên dùng sâm, thì ban đầu là tôi đã trả lời cho quý vị rồi đó. Và cái hai là những cái người nào không nên dùng và tác hại của cây nhân sâm. Và để mà đặt hàng về sâm dây thì quý vị vui lòng vào website samtuongoclinh.com hoặc là hotline 0906 968 923. Thì ngoài ra thì đăng ký những video, đăng ký kênh Nhật Trường Kon Tum để theo dõi những video mới ở bên chúng tôi. Thì xin cảm ơn.